Trấn Thành kể chuyện thi dứt nhạc viện, đi học thanh nhạc sau khi bị chê giọng hát. Trấn Thành tiết lộ anh đã đi học tận 3 giáo viên thanh nhạc sau khi bị chê bai về giọng hát. Trở thành khách mời trong một chương trình của ca sĩ Thu Minh, Trấn Thành đã thẳng thắn chia sẻ về chuyện ca hát, vấn đề mà thời gian qua năm mắc ta nhận nhiều ý kiến trái chiều. Trong chương trình, Trấn Thành bày tỏ đam mê ca hát với đàn chị Thu Minh. Anh không giấu được sự nuối tiếc khi kể về chuyện suýt được vào nhạc viện. Sau lớp 12, em thi đại học, em ghi nhạc viện vào nguyện vọng đầu tiên. Thứ hai là trường sân khấu điện ảnh, thứ ba là sư phạm. Khi vô nhạc viện, câu đầu tiên, kỳ sướng âm cơ bản, không biết một nốt nhạc, rớt luôn từ đó. Ngày xưa nhạc viện mà gạch bỏ điều khoản đó thì đã có một Trấn Thành đi học nhạc đàng hoàng rồi. Nghe tâm sự của Trấn Thành, Thu Minh cho rằng việc cần phải biết sướng âm cơ bản để thi vào nhạc viện là điều không cần thiết. Có nhiều người người ta không biết sướng âm nhưng cảm nhạc lại nhạy cảm cực kỳ. Những nốt và cách đặt đề nốt đó, chơi với hòa thanh, sáng tác ra bài hát ra những thể loại âm nhạc khác nhau từ pop đến R&B, làm được hết. Có những bạn là nhạc sĩ sáng tác rất nhiều bài nhưng chưa biết cách sướng âm cơ bản. Trấn Thành đồng tình với những chia sẻ của Thu Minh, nam nghệ sĩ cho biết là em của năm đó đó. Em rất mê nhạc, em nghĩ mình có năng khiếu về nhạc, rất nhạy, nghe là thuộc liền, biết phiêu theo hòa thanh. Gãy cái đó là gãy luôn, không được tuyển. Sau đó, khi sân khấu điện ảnh thì động ngay. Từ lúc đó làm diễn viên hài, mắc ca, giờ em cứ hát đại rồi ghi âm đại. Tới ngày hôm nay em vẫn không biết cách sướng âm. Trong chương trình, Trấn Thành nhắc đến những bình luận chê bai của cư dân mạng về giọng hát của nam nghệ sĩ, những lời nói chê bai đó là động lực cho em phải đi học. Học để dù cho ngồi dưới có hát lép nhép cũng phải hát cho hay. Nếu mình còn dở, người ta còn nói, tự nhiên mình hết dở, người ta hết nói. Đó là cách duy nhất để người ta biết mình tiến bộ. Sau tất cả những bình luận quý vị nói, Trấn Thành ơi đừng hát nữa, em đã đi học. Em học rất nhiều người, trong đó người thầy có công lớn nhất làm dẻo họng em là cô Huệ cũng là cô của chị Thu Minh. Em học chị Hà Trần một chút. Em học chị Thu Minh một chút. Thu Minh dạy em rất hiệu quả luôn.